Xin mến chào tất cả cô chú anh chị bà con gần xa. Hôm nay mình đến cái cơ sở hoa kiển của anh Thọ ở Sa Đéc. Thì hôm nay có một cái cây mỹ phẩm thần trậu và thành phẩm, thì muốn chào bán giao lưu tới tất cả cô chú anh chị bà con gần xa. Sẽ báo giá và báo cái thông số chi tiết cho bà con gần xa xem, do cái vườn để rất là nhiều cây kiển nên phải quay nó như thế này. Mình chen vô cái tàn thì bao đẹp luôn nha bà con, lòng do hết. Và hiện tại cây này về chơi Tết cực kỳ đẹp luôn. Thì mình sẽ trước tiên mình sẽ đo cái hoành thân cây này một cốt, là mình sẽ quay sơ lược cho bà con xem cái tổng cái bộ tàn do anh kê trên cái chậu gì nó không có dời ra được cho bà con. Đây là hoành thân này, là một cốt dáng nó hơi nghiêng. Cây này nó nặng, để trong này nên chen vô. Hoành thân nó 26, 25 rưỡi tính 26 bà con. 26, 25 rưỡi à bà con ơi. Đây, đo về thì nó gần 26 nha, 25 rưỡi. Gần 26. Rồi cái chút xíu nữa mình ra mình quay cái tổng cái bộ tàn, bộ tán cho bà con xem. Quay hai mặt ra nè, do đi chen lọt trong này nên khó. Quá xa bà xa luôn rồi. Đây cái mặt bên đây nha bà con. Do đi chen vô. Thì cái này nó có một cái thân chủ lực là đứng lên nè, vô dây thành phẩm rất là đẹp rồi. Cây sống mẻ trên chậu rễ đây. Thì hoành thân chỗ này là 25 rưỡi, gần 26. Đây nó có một cái chi ra nằm ở dáng bay. Cái này cái tàn ngang, tàn ngang khoảng bao nhiêu, chiều cao khoảng bao nhiêu anh Thọ? Đây tổng cái tàn nha bà con, tròn do như chữ O chứ. Đây chiều cao tầm khoảng 2,5 mét hả? Mét rưỡi bà con ơi, từ cái mí chậu lên trên đỉnh là 1,5 mét. Tán ngang này tầm khoảng 2 mét quá. 2 mét, bao 2 mét cho bà con luôn nha. Đây, mỹ hồng đang siêu hoa như thế này, cái tàn thì khỏi bao đẹp cho bà con, khỏi cần sợ nó lép bên nào hết nha. Đây nè, còn do như chữ O luôn. Vô dây thành phẩm, xương rất là đặc, xương rất là dày. Thì mình báo giá luôn là 11 triệu cho cái cây mí hồng này, là giá tại vườn nha bà con. Còn nếu như bà con nào ở xa thì liên hệ ở chỗ anh Thọ, thương lượng về tiền xe này kia nha. Do cây này bự, nó hơi lớn nên phải thuê xe riêng. Nên cái mức phí xe thì tùy theo chỗ, tùy theo vùng, ở xa hay gần. Do đó nếu như cô chú bà con nào mà thiện chí thì liên hệ chỗ anh Thọ rồi sẽ tính cái tiền xe kèm theo là giá của cái cây này là 11 triệu giá tại vườn, giá công khai nha bà con. Hoa trong nách nó cũng ra hoa luôn kìa, mỹ hồng đặc biệt kẹo hoa hết. Đây, gán chen vô trong này mình quay cho bà con xem để thấy được cái bộ tàn, bộ tán của nó rất là đẹp. Xương đặc dày hết. Và trong vườn thì cũng có những cái gốc mỹ hồng một cốt chân dài như thế này, như cái clip trước mình giới thiệu đó bà con, là giá tại vườn đó là 500k. Đây bông nè, hoa rất là đẹp nha bà con. Cái tàn phải nói là cực kỳ. Thì cái này là mà mình thần chậu rồi, quanh này tầm khoảng 10 nha bà con, bên đó nữa kìa, còn vườn đằng kia nữa. Chứ rồi kỳ rồi thì mình có like cho bà con xem cái vườn đằng kia đó. Đây rất là đẹp nha bà con. Những cái gốc vườn của anh thì có những cái gốc trang này là trang đỏ nhung lá lớn á, ghép này là mỹ cam nè, mỹ cam rất là đẹp đó. Thì mình sẽ vô mình chia sẻ cái gốc mà anh ghép 5 màu luôn cho bà con xem. Đây này là ghép 5 màu nè, đang ghép vô. Đây ghép này vàng nè, hương này, hương hột gà này là mỹ cam, bông rất là tươi nè, mới ghép vô vậy mà nó lên nè. Cái gốc này thì ghép mỹ hồng nữa nè, này là đỏ nhung lá lớn. Đây gốc rất là khỏe. Cô chú anh chị nào mà thích thì liên hệ cho anh Thọ luôn nha. Đây mỹ cam mà ghép vô bông nè, nó muốn chuyển sang mỹ hương luôn á, quá xá đẹp. Rồi thì cùng chia sẻ với bà con, cô chú anh chị, một cái gốc mỹ hồng báo giá trực tiếp tại vườn.
thì giá 11 triệu. Nếu như cô chú anh chị nào ở xa thì thương lượng tiền xe. Do xa hay gần các tỉnh lân cận thì mình phải thuê một chiếc xe riêng để giao cho bà con. Vườn còn có pháp vàng nè, rồi thêm một gốc này là gốc vàng hường nè, vàng hường đột xanh bông đậm nha bà con. Đây đó, rồi bà con nào nếu như thiện chí muốn mua hàng thì mua cái cây mỹ hồng này thì liên hệ cho anh Thọ, mình sẽ để số điện thoại cho bà con nha. Rồi cuối clip xin cũng chúc bà con, cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thành công, may mắn và nhiều cái niềm vui đón xuân năm 2021. Rồi mình xin kính chào nha.